Xin chào tất cả quý vị trở lại kênh YouTube của Mắt Hôn. Hiện tại thì Nhật An đang có mặt tại 162-164 Cộng Hòa, phường 12, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Đây là trụ sở Mắt Hôn tại miền Nam ở thành phố Hồ Chí Minh. Và quý vị hoàn toàn có thể ghé đến đây để có thể gặp gỡ trực tiếp kiến trúc sư cũng như là tham quan về showroom nội thất của chúng tôi. Hiện tại thì An đã có mặt tại tầng 3 ha. Và như quý vị thấy là xung quanh Nhật An thì chúng tôi sẽ trưng bày một số những cái mẫu nội thất. Ví dụ là ở đây là có một cái kệ tủ bếp được thiết kế là hình chữ Y nha quý vị. Vị trí ở phía trước của An thì đây là một mẫu bàn đảo, cũng như là phía bên này thì sẽ có một mẫu bàn ăn để quý vị cũng có thể tham khảo cho ngôi nhà của mình. Còn phía ở đây chúng tôi cũng đặt đó chính là có một bộ hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công. Thì chắc chắn rằng nếu mà ai đã theo dõi nhiều video của Mắt Hôn thì rất là quen thuộc bộ hồ sơ này đúng không nè. Đó chính là bộ hồ sơ mà nó có đầy đủ tất cả các thông tin từ là mặt bằng ha, mặt đứng, mặt cắt, các chi tiết liên quan đến điện nước nè, kết cấu nè, vân vân, để mà gia chủ có thể nắm được. Và nếu như quý vị chúng ta ký kết hợp đồng thiết kế với Mắt Hôn thì chắc chắn là trên tay mình sẽ sở hữu cái bộ hồ sơ này nhé. Bạn đang muốn xây nhà nhưng không biết bắt đầu từ đâu? Bạn đang gặp khó khăn trong vấn đề xin cấp phép xây dựng? Bạn đang thiếu vốn để xây dựng căn nhà của mình? Đừng lo lắng vì xây nhà đã có Mắt Hôn. Mắt Hôn, hệ thống thiết kế xây dựng trọn gói lớn nhất Việt Nam hiện nay với hơn 5.000 thợ tay nghề cao được đào tạo bài bản chuyên nghiệp, thi công gấp rút tận tụy với khách hàng, sử dụng máy móc thiết bị tiên tiến vào thi công. Cùng với đó là 200 kỹ sư, kỹ thuật sư tay nghề cao sẽ giúp cho ngôi nhà đẹp, kết cấu vững chắc và các thầy phong thủy chuyên môn cao giúp xem ngày giờ động thổ, hóa giải thế đất xấu cho khách hàng. Mắt Hôn có hệ thống nhà kho, bến bãi, tự nhập khẩu và sản xuất nguyên vật liệu mang thương hiệu Mắt Hôn vào công trình nên giá thành luôn rẻ và cạnh tranh. Mắt Hôn đã triển khai showroom nội thất, thiết bị vệ sinh và vật liệu xây dựng trên khắp cả nước giúp khách hàng trực tiếp trải nghiệm, cảm nhận về chất lượng sản phẩm cũng như dịch vụ uy tín. Hỗ trợ khách hàng vay vốn ngân hàng lên tới 75% tổng giá trị công trình và chế độ bảo hành nhà dài hạn. Mắt Hôn đã đạt được nhiều giải thưởng danh giá, giải top 50 thương hiệu nổi tiếng nhất Việt Nam, top thương hiệu sao vàng đất Việt, giải nhất cuộc thi thiết kế nhà đẹp toàn quốc và là thương hiệu được hàng ngàn khách hàng trên khắp cả nước tin tưởng đặt niềm tin trong suốt hơn 10 năm qua. Nhanh tay liên hệ tới Mắt Hôn qua số hotline 096 445 8888 hoặc 0828 133 333. Xây nhà không khó vì có Mắt Hôn. Xin chào tất cả quý vị trở lại kênh YouTube của Mắt Hôn. Ngày hôm nay Nhật An sẽ tiếp tục giới thiệu quý vị một mẫu nhà rất đẹp do Mắt Hôn trực tiếp thiết kế. Đó chính là mẫu nhà của gia đình anh Phạm Minh Hoàng ở Thanh Xuân, Sóc Sơn, Hà Nội. Đầu tiên thì An sẽ giới thiệu sơ lược lại về tổng công ty của Mắt Hôn nhé. Mắt Hôn là công ty chuyên về thiết kế và thi công trọn gói nhà ở trên khắp tỉnh thành đất nước Việt Nam. Số hotline của chúng tôi là 0964458888, 0828133333, 0924099999. Chúng tôi có website là thiết kế thi công trọn gói.com. Trong website này cũng có rất là nhiều mẫu nhà để quý vị có thể tham khảo qua. Hiện tại thì chúng tôi đang chạy chương trình, đó chính là ngập tràn quà tặng cho 200 khách hàng đầu tiên ký hợp đồng thiết kế từ 23 tháng 11 2023 đến 23 tháng 2024, tặng một gương LED cao cấp thương hiệu Mắt Hôn, tặng bộ lịch Tết 2024, tặng 10 bộ đèn đao lay thương hiệu Mắt Hôn, voucher giảm 40% khi mua thiết bị vệ sinh của thương hiệu Mắt Hôn. Còn phía bên dưới này thì cũng có rất là nhiều những mẫu công trình thiết kế để quý vị có thể tham khảo qua, cũng như là những mẫu công trình thi công quý vị có thể là tham khảo cho ngôi nhà của mình nhé. Trở lại với mẫu nhà ngày hôm nay thì đầu tiên tôi sẽ mời quý vị chúng ta xem qua, đó chính là 3D ngoại thất ở bên ngoài của công trình này. Nhìn tổng thể thì đây sẽ là một công trình cũng rất là quen thuộc với những ai mà đã yêu thích những thiết kế của Mắt Hôn. Đó chính là công trình 2 tầng mái Nhật với thiết kế phong cách tân cổ điển. Nói chung thì mái Nhật đang là cái mẫu nhà tôi nghĩ là được yêu thích nhất của Mắt Hôn rồi. Bởi quý vị thấy là từ mẫu hiện đại đến tân cổ hay là nhà vườn hay là nhà phố thì nó đều phủ sóng hết ha, được xuất hiện rất là nhiều. Bởi vì sao? Bởi vì lúc trước thì người ta lại không đánh giá cao, bởi vì người ta nghĩ là mái Nhật nó hơi thấp đúng không? Người ta còn gọi vui nó là mái lùn mà đúng không nào? Cho nên là người ta nghĩ là nó không đủ nổi bật cho một ngôi nhà. Tuy nhiên thì thời gian trôi qua, dần dần thì nhiều gia chủ sẽ nhận ra rằng cái vẻ đẹp của phần mái Nhật nó không nằm ở việc nó quá cao đâu, mà chính vì nó không quá cao cho nên là nhìn nó có sự cân đối, nhẹ nhàng, thanh lịch hơn. Và mái Nhật có một ưu điểm nữa, đó chính là nếu xét cùng một diện tích xây dựng thì chắc chắn là mái Nhật nó sẽ tiết kiệm chi phí hơn so với mái Thái hay là mái Mansard. Do đó nếu mà chúng ta thi công mái Nhật thì nó cũng sẽ đỡ được phần nào vấn đề chi phí này.
như quý vị lo lắng về vấn đề thoát nước mưa bởi vì máy Nhật nó không cao bằng máy Thái, vậy nên thoát nước mưa có tốt hay không? Quý vị có thể yên tâm về vấn đề này ha, bởi vì tuy là nó không cao bằng máy Thái nhưng khi mà du nhập Việt Nam với chúng ta thì kiến trúc sư cũng đã có tính toán về cái độ dốc của máy Nhật làm sao để vẫn đảm bảo thoát nước mưa tốt cho gia chủ, cho nên quý vị có thể hoàn toàn là yên tâm. Với công trình này là phong cách tân cổ điển cho nên quý vị thấy là rất nhiều chi tiết tân cổ điển, ví dụ đây kiến trúc vòm ha, rồi những chiếc cột nè, có những cái đường chỉ âm nè ha, rồi những cái hoa văn họa tiết ở trên những chiếc cột, hay là đây quý vị thấy những cái phù điêu đắp nổi rất là đẹp mắt. Đây là phía mặt bên của công trình và quý vị thấy là cũng đẹp không hề thua kém so với mặt tiền đúng không nào. Vẫn là những cái hệ thống cột hiên, cột biên rất là chắc chắn. Và màu sắc thì quý vị thấy là phần tường sơn duy nhất một màu, đó chính là tông màu trắng. Với tông màu trắng là cái tông màu mà tôi nghĩ là nó chưa bao giờ bị lỗi thời. Quý vị có thể quan sát một công trình, dù cho 10 năm, 20 năm hay thậm chí là 50 năm, chúng ta nhìn lại một công trình màu trắng, chúng ta vẫn thấy nó đẹp nha quý vị. Còn đôi khi mà chúng ta sơn quá nhiều màu thì qua cái thời gian thì có thể là nhìn lại nó sẽ bị sến hoặc là nó bị lỗi thời. Còn màu trắng là không bao giờ lo vấn đề đó. Ví dụ quý vị cứ nhìn những công trình nổi tiếng trên thế giới, hay là đơn giản nhất cái tòa, một trong những tòa nhà quyền lực nhất trên thế giới là nhà trắng đúng không nào? Cho nên là đó lý do mà bây giờ đa phần những công trình, đặc biệt là tân cổ điển, thì người ta sẽ chuộng sơn cái màu trắng là như vậy. Chưa kể là ở đây đã có rất là nhiều phù điêu đắp nổi, quý vị cứ tưởng tượng mỗi cái phù điêu này mà chúng ta lại sơn một màu, ví dụ là xanh đỏ tím vàng vào, thì ngôi nhà nhìn nó sẽ nhiều cái lỗ thập cẩm và nó sẽ không có đẹp mắt một chút xíu nào hết. Cho nên là chúng ta sơn màu trắng như thế này thì nhìn nó sẽ trung hòa lại được tất cả những chi tiết đó. Hệ thống cửa thì quý vị thấy là cửa chính nè, sẽ có hai sự lựa chọn cho gia chủ. Một là quý vị có thể lựa chọn là gỗ tự nhiên. Đương nhiên rồi, gỗ tự nhiên thì vẫn là cái ưu tiên, bởi vì với những dòng cửa gỗ tự nhiên thì nó sẽ mang đến cái vẻ đẹp sang trọng, đẳng cấp hơn, cũng như là nó sẽ hợp với phong cách sang trọng của tân cổ điển. Tuy nhiên, nói đi cũng phải nói lại, cổ tự nhiên bây giờ thì thứ nhất là nó rất là đắt tiền, và thứ hai là nếu mà chúng ta xét về yếu tố môi trường, nếu mà chúng ta sử dụng gỗ tự nhiên hoài đi quý vị, thì thật sự là chúng ta cũng không thể nào khai thác mãi đâu, bởi vì cây xanh hay là rừng thì nó cũng có hạn, nếu mà chúng ta khai thác mãi thì nó cũng sẽ gọi là đến ngày cạn kiệt thôi. Vậy thì có giải pháp nào vừa tiết kiệm mà vừa bảo vệ môi trường? Đó chính là quý vị có thể đổi sang sử dụng là cửa thép phân gỗ. Với dòng cửa thép phân gỗ thì bây giờ có những cái dòng thật sự là cái đường vân nó cũng rất là đẹp mắt quý vị, nhìn đôi khi cũng rất khó phát hiện ha. Và chưa kể thép phân gỗ có ưu điểm là rất là nhẹ, quý vị đóng mở cực kỳ dễ dàng, đặc biệt là nhà có trẻ em hay người lớn tuổi, chúng ta rất thuận tiện trong việc sử dụng. Ngoài ra thì so với giá thành thì chắc chắn là thép phân gỗ nó sẽ rẻ hơn so với gỗ tự nhiên rồi, cho nên là tôi nghĩ là nó cũng có rất là nhiều ưu điểm để quý vị có thể cân nhắc lựa chọn. Phần lan can thì ở đây chúng tôi sẽ thiết kế là lan can sắt nghệ thuật và được sơn màu vàng, hoặc là quý vị cũng có thể làm là lan can nhôm đúc luôn nha quý vị, bởi vì bây giờ thì nhôm đúc cũng sẽ tạo hình được tất cả những cái tạo hình này cũng rất là đẹp, cho nên là quý vị có thể cân nhắc hoặc lựa chọn sắt nghệ thuật hoặc là nhôm đúc. Về hệ thống cửa thì quý vị thấy là từ những ô cửa sổ bé bé ở đây, những ô cửa này tôi đoán là cho khu vực nhà vệ sinh cho nên thường là những ô cửa nhỏ, rồi những cái cửa phụ nè, rồi những cái ô cửa sổ còn lại, hay là ở ngay khu vực ban công thì quý vị thấy là đều sẽ là cửa nhôm hệ kính hết. Vì sao cửa nhôm hệ kính bây giờ lại được ưa chuộng như vậy? Bởi vì nó sẽ lấy sinh khí bên trong rất là nhiều, chưa kể là cách âm, cách nhiệt rất tốt nhờ hệ xoan EPDM cấu trúc thành nhôm rỗng, còn sử dụng công nghệ ép góc cho nên rất là cứng cáp, khó mà có thể là bị cong vênh. Ngoài ra thì cửa nhôm kính có một cái ưu điểm nữa đó quý vị, là nhìn nó rất là hợp thời đúng không nè. Với cửa nhôm kính thì chúng ta sẽ cảm giác là ngôi nhà của quý vị nhìn nó sẽ thời đại mới hơn đúng không, nếu mà chúng ta lắp toàn là cửa gỗ thì nhìn nó sẽ hơi kiểu cũ một chút xíu. Với cửa nhôm kính thì quý vị cũng có thể thoải mái lựa chọn về màu sắc. Ví dụ ở đây thì kiến trúc sư cũng như gia chủ thống nhất lựa chọn ở tông màu ghi, nhưng có thể một số công trình khác quý vị hoàn toàn có thể lựa chọn, ví dụ là màu trắng cũng được nè, thậm chí là màu đen, hoặc thậm chí luôn là màu gỗ cũng được luôn. Tức là nếu quý vị thích cái tông màu gỗ của cửa chính đi, mà những khu vực khác thì quý vị không muốn lắp là gỗ tự nhiên hay thép phân gỗ, thì chúng ta có thể làm cửa nhôm kính nhưng cái tông màu giả gỗ, đó cũng sẽ có lựa chọn để quý vị có thể tham khảo. Còn nhìn phía bên dưới chân tường thì quý vị thấy ở đây chúng ta sẽ ốp đá bóc để mà bảo vệ này ha. Thực sự thì đây cũng là cái thiết kế khá là quen thuộc với nhiều những công trình của Mac Home. Quý vị thấy màu sắc sẽ là màu đậm hay tương phản với cái gông màu trắng ở bên trên thì nhìn nó sẽ rất là bắt mắt. Ở sảnh chính thì chúng tôi sẽ thiết kế 5 bậc
tượng trưng cho ngũ hành cũng như xét hợp sinh lão bệnh tử sẽ tương với cung sinh trong sinh lão bệnh tử. Nếu chúng ta nhìn từ góc độ bên trên nhìn xuống thì quý vị thấy ở đây chúng tôi sẽ Uranus có tông màu vàng hộ phách nè, phần mặt thì sẽ là phần cổ sẽ là cổ trắng. Thật sự cái việc mà chúng ta đổi màu chút xíu thế này thì tôi nghĩ là nó cũng rất là phù hợp. Bởi vì sao? Bởi vì khi chúng ta di chuyển lên xuống đó quý vị, thì nếu ban ngày không nói, nhưng ví dụ buổi tối chẳng hạn, nếu mà nó trùng màu với nhau hết, rất dễ trường hợp ta bị hoa mắt và có thể bị trượt ngã. Cho nên cái việc mà nó đổi một chút xíu, tức là mặt một màu, cổ một màu ở những cái bậc này thì sẽ rất là phù hợp. Bên cạnh là năm bậc thì quý vị cũng có thể làm ví dụ là 9 bậc thì cũng được, thậm chí là 3 bậc cũng được, tùy theo sở thích, mỗi con số sẽ có một ý nghĩa riêng. Và đó là tổng quan bên ngoài của công trình ha. Bây giờ tôi sẽ mời quý vị chúng ta sẽ đọc hồ sơ thiết kế kiến trúc thi công của ngôi nhà này. Đầu tiên, một lục bản vẽ kiến trúc thì hồ sơ tổng cộng 53 trang, đầy đủ mặt bằng, mặt đứng, mặt cắt và các chi tiết cụ thể khác. Tiếp theo tôi xem đến đó chính là mặt bằng định vị công trình. Đây là tổng quan công trình nhà anh Hoàng so với khu đất và trục đường giao thông. Thì công trình này xét về hướng rất là dễ, quý vị so sánh hoa tiêu sẽ công trình sẽ ngược hướng ha, ngược với hướng bắc là hướng gì ạ? Vậy công trình này sẽ nằm đó chính là hướng nam. Tiếp theo ta xem bên đây, đây là mặt bằng bát trạch phong thủy này, để quý vị thấy các hướng tốt nè. Đông nam thiên y thiên thời che chở, nam phục vị sự giúp đỡ, đông sinh khí mọi sự ổn định, bắc phúc đức phúc lộc vẹn toàn. Công trình nằm hướng nam tức là phục vị được sự giúp đỡ. Bây giờ chúng ta sẽ xem qua hình ảnh thực tế của công trình này. Đây là hình ảnh mà đội ngũ mắc hôn khi mà đến để ký kết hợp đồng thì sẽ chụp lại quý vị. Đây, hình từ flycam nè, chúng ta sẽ chụp lại để quý vị thấy đây. Đây là khu đất của công trình và sau này ngôi nhà sẽ được xây dựng ở vị trí ở trong khu đất như thế này. Công trình này nếu xét ra thì cũng là một công trình phố á, quý vị có thể thấy là nó sẽ tiếp giáp với hai cái phần đường ở vị trí này luôn, cho nên là cũng là vị trí rất là lý tưởng. Tiếp theo thì tôi sẽ xem đến đó chính là mặt bằng công năng. Thì nhìn vào đây quý vị sẽ thấy được chiều dài và chiều rộng ha. Chiều dài công trình là 11,04m, chiều rộng là 8,82m. Về diện tích thiết kế từ 1,92m², tầng 2 diện tích thiết kế là 92m² luôn. Và chúng ta sẽ cộng hai con số này lại với nhau, 92 cộng cho 92. Tổng tích thiết kế cả công trình là 184m². Về công năng cụ thể chúng tôi bố trí như sau: tầng 1 có phòng khách, phòng bếp ăn, phòng thờ, một phòng ngủ và hai khu vực nhà vệ sinh. Tầng 2 chúng tôi bố trí làm phòng làm việc, sẽ có tổng cộng là 3 phòng ngủ và hai nhà vệ sinh nữa nhé. Bây giờ chúng ta sẽ xem qua hình ảnh nội thất của công trình này. Đầu tiên là không gian của phòng khách đi, thì quý vị có thể thấy nè, một không gian rất là trang nhã và thanh lịch. Thật sự là mẫu nội thất này làm tôi ấn tượng bởi cái vẻ đẹp của nó sang trọng nhưng mà nó không quá cầu kỳ nha quý vị. Nhìn cũng rất là dịu mắt. Tôi nghĩ là phần lớn công là nhờ vào cái cách lựa chọn màu. Quý vị thấy lựa chọn tông màu, ví dụ trắng nè, kem nè, rồi vàng, gold nè, rồi màu đen nè. Đây là những cái tông màu nó rất là hoàng gia nhưng mà kết hợp lại với nhau nhìn rất là nhẹ nhàng ha. Ở đây sẽ có một chiếc ghế sofa băng, hai chiếc ghế sofa đơn. Chúng tôi sẽ bọc da cao cấp có tông màu trắng kem. Còn ở vị trí trung tâm sẽ là một bộ bàn trà đôi nha quý vị. Với bàn trà đôi thì bây giờ cũng rất là được ưa chuộng. Bàn trà đôi thì nó sẽ tăng được cái diện tích để mà chúng ta có thể đặt để đồ vật hơn, cũng như là nhìn nó sẽ thú vị hơn. Còn ở đây sẽ là kệ tivi, được thiết kế có một cái đường cong nhẹ thế này. Phát phía sau thì quý vị có nhiều sự lựa chọn. Một, chúng ta có thể sử dụng marble. Marble thì quý vị biết rồi, đá tự nhiên nên giá thành nó sẽ khá là cao, hơn 3 triệu cho 1m². Trường hợp nếu quý vị muốn tiết kiệm hơn, ta có thể đổi sang sử dụng là PVC giả đá cũng được nha. Chỉ là hơn 1 triệu 1m² mà thôi. Trên trần thì chúng tôi sẽ treo một cái đèn chùm pha lê rất là đẹp. Chưa kể là trần sẽ được thiết kế là trần kính. Trần kính thì có một cái ưu điểm đó chính là nó tạo cảm giác cho chúng ta là cái không gian như được nhân đôi lên. Nó sẽ được cao hơn, đúng không nào? Cho nên là cũng rất là phù hợp với không gian này. Tiếp theo ta đến không gian cung kính nhất của ngôi nhà, đó chính là phòng thờ. Bàn thờ bàn cơm bên dưới là chất liệu gỗ tự nhiên. Hai bên thì chúng tôi sẽ thiết kế thêm đó chính là gỗ MDF cũng như những cái bức tranh ở trên tường như thế này. Trên trần thì chúng tôi sẽ treo một cái bộ đèn, quý vị thấy hoàn toàn khác so với bộ đèn phòng khách. Bởi vì không gian thờ tự cho nên là chúng ta sẽ thiết kế theo phong cách truyền thống một chút xíu. Thì ở đây sẽ là những cái đèn lồng truyền thống. Tiếp theo ta sẽ đến không gian phòng bếp ăn của công trình ha. Kệ tủ bếp sẽ được thiết kế là hình chữ Y nè, chất liệu MDF phủ melamin được sơn trắng. Mặt bếp, tường bếp sẽ ốp đá granite có tông màu trắng vân mây. Còn ở đây sẽ là vị trí của bàn ăn. Bàn ăn thì quý vị có thể thấy là cũng rất là đẹp ha. Bàn ăn ở đây chúng tôi sẽ thiết kế nè, quý vị thấy là sẽ có tông màu trắng nè,
và nó sẽ đặt sát với phía bên này của tường. Xung quanh sẽ đặt 6 chiếc ghế ăn, đệm ngồi chúng tôi sẽ bọc da cao cấp. Tiếp theo ta sẽ đến không gian cá nhân của ngôi nhà ha. Đầu tiên là phòng ngủ số 1 đi. Phòng ngủ này thì chiếc giường chúng tôi sẽ bọc da và cũng được thiết kế rút cúc, nhìn khá là đẹp mắt. Vách phía sau cũng vậy ha, chúng tôi sẽ dán giấy dán tường, kèm theo đó là tủ quần áo được thiết kế cao kịch trần. Phần cánh ở đây chúng tôi sẽ lắp là cánh kính nè, ở phía bên trong gắn thêm hệ thống đèn LED. Bây giờ ta sẽ tiến lên tầng 2 và đến không gian phòng làm việc của công trình. Nói chung là không gian làm việc thì tùy theo gọi là nhu cầu của từng gia chủ, có một số gia chủ thì kết hợp luôn ở trong phòng ngủ. Tuy nhiên thật sự nếu như mà quý vị thường xuyên mà chúng ta làm việc tại nhà thì tôi nghĩ là chúng ta vẫn nên có một không gian làm việc riêng. Tức là chúng ta bố trí một không gian riêng, một phòng riêng. Bởi vì nếu mà chúng ta cứ kết hợp trong phòng ngủ á, đôi khi thì cứ vào phòng ngủ là mình lại muốn nghỉ ngơi, đúng không nào, nó lại không có tinh thần làm việc cao. Còn khi mà chúng ta có một không gian làm việc riêng như thế này, cái sự tập trung chúng ta sẽ cao độ hơn. Ở đây thì quý vị thấy từ thiết kế cũng rất là đẹp ha. Từ chiếc bàn nè, chiếc ghế xoay ở phía sau, cũng như là kệ tủ được thiết kế cao kịch trần, kèm theo đó là hệ thống là cánh kính. Cho nên là không gian làm việc như thế này thì ngồi em nghĩ là năng suất làm việc sẽ rất là hiệu quả. Tiếp theo ta sẽ đến phòng ngủ số 2 của công trình. Phòng này thì cũng sang trọng không hề thua kém so phòng đầu tiên. Chiếc giường sẽ được thiết kế có thêm những cái đường cong nhẹ như thế này. Nhìn khá là lạ mắt đúng không nào? Ở phía sau thì quý vị thấy sẽ có những cái viền inox mạ vàng titan. Chúng tôi sẽ thiết kế ở trên tường. Còn đối diện sẽ là kệ tivi được thiết kế dạng treo. Bây giờ ta sẽ đến một không gian hoàn toàn khác về màu sắc, đó chính là phòng ngủ số 3. Phòng này sẽ thiết kế với tông màu trắng và hồng nha quý vị. Màu sắc rất là đáng yêu và theo chia sẻ của gia chủ thì đây sẽ phòng thiết kế cho con gái. Cho nên quý vị thấy là màu sắc này rất là ngọt ngào ha. Và cũng để hợp với cái phong cách này thì từ những cái thiết kế này quý vị thấy cũng có những cái đường cong nhẹ thế này. Từ cái vị trí tủ quần áo đến vị trí đầu giường ha. Rồi cả cái bàn học ở đây nữa. Tất tần tật thì đều sẽ đi theo cái phong cách thiết kế này. Cho nên An nói rồi, phòng ngủ là không gian cá nhân. Quý vị cứ trao đổi kiến trúc sư xem là mình thích màu gì, mình thích phong cách thế nào. Thì kiến trúc sư chúng tôi cũng sẽ căn vào đó mà thiết kế hợp lý nhất. Cuối cùng ta sẽ đến phòng ngủ số 4, phòng này thì dành cho một bé trai. Và quý vị thấy là màu sắc sẽ là tông màu xanh. Ví dụ một người mệnh thủy như An thì rất là thích cái thiết kế căn phòng này màu xanh rất là đẹp ha. Quý vị thấy đầu giường này thì chúng tôi sẽ thiết kế cách điệu này ha, được bọc da. Còn phía đây là PVC giả lam gỗ. Ngoài ra thì tủ quần áo cũng vậy, sẽ chừa những cái hộc hình tròn rất là bắt mắt. Tiếp theo thì tôi sẽ xem đến đó chính là về mặt đứng công trình để xem công trình này cao bao nhiêu. Nhìn vào đây quý vị thấy là có sụp không định của mái sẽ là 10,6m, sàn tầng 1, sàn tầng 2 là 3,9m, sàn tầng 2 đến sàn mái là 3,6m. Ngược lại có sụp không ngược lại sân là 750mm, chia cho 5 bậc, mỗi bậc sẽ là 150mm. Bên dưới sẽ có 3 cái ô hình chữ nhật, ví dụ là ốp đá trang trí, sơn MH trắng, vân vân. Tiếp theo ta xem đến đó chính là mặt cắt của công trình. Thì quý vị nhìn vào đây sẽ thấy nè, cầu thang di chuyển ở giữa nhà, rồi những cái vị trí cửa là cao 2m4 nè, rồi cửa sổ 1m8 này ha. Sàn có sắp mái, đương nhiên chúng tôi sẽ đổ là sàn bê tông rồi quý vị. Đây là một cái phương pháp mà tôi nghĩ là tốt nhất trong tất cả các phương pháp mà chúng ta làm cái trần của mái. Bởi vì nếu như chúng ta không đổ sàn bê tông, chỉ làm trần thạch cao chống nóng, tức là làm trần giả thôi, thì đôi khi nó sẽ không mang đến cái hiệu năng để mà chúng ta sử dụng. Tức là ở phía bên dưới cảm giác rất là nóng bức. Vậy thì chúng ta sẽ rất khó chịu khi mà sinh hoạt ở trong. Cho nên là em nghĩ là đầu tư chút xíu về cái phần này thì luôn luôn là cần thiết. Vị trí này sẽ là cái ô để mà chúng ta có thể di chuyển lên để mà thăm mái. Tiếp theo xem một số kết cấu của công trình. Thì quý vị nhìn mặt bằng móng dễ dàng nhận thấy luôn. Công trình xử lý là móng cọc bê tông cốt thép nha quý vị. Móng cọc ở đây sẽ có vị trí 28 vị trí cọc. Thật sự lựa chọn móng nào thì không đơn giản là chúng ta nhìn vào tải trọng đâu, mà chúng ta còn phải nhìn vào cái địa chất ở đó. Thì với địa chất thì có thể là phải để gọi là đội ngũ mắt hôm đến trực tiếp để mà tham khảo về cái vùng đất nó như thế nào, hoặc là những căn nhà lân cận thường người ta sử dụng móng gì, thì chúng ta mới quyết định xem là nên lựa chọn loại móng nào. Tuy là móng cọc nó đắt hơn những loại móng khác, nhưng mà để đảm bảo được cái độ chắc chắn, yên tâm trong quá trình chúng ta sinh sống, thì em nghĩ là nếu mà công trình cần thì chúng ta vẫn phải sử dụng móng cọc. Cuối cùng xem một số điện nước ha. Ngày hôm nay tôi sẽ đọc qua đó mặt bằng bố trí ổ cắm internet của công trình này. Nhìn vào đây quý vị thấy vị trí ổ cắm nè, những cái vị trí mới nữa hình tròn màu đen nè. Đây là vị trí ổ cắm H bằng 0.4m, H bằng 0.6m. Rồi ngoài ra thì bộ phát wifi chúng tôi sẽ đặt trong trung tâm của phòng khách.
Vậy Nhật An vừa giới thiệu quý vị một mẫu nhà tân cổ điển mái Nhật rất là bắt mắt. Nếu quý vị có nhu cầu thiết kế và thi công trọn gói, đừng ngần ngại liên hệ ngay Mắc Home ở số hotline 0964558888, 0821333333, 0924099999 sẽ có nhân viên tư vấn cho quý vị. Đừng quên nhấn like, subscribe, chuông thông báo để không bỏ lỡ video mới nhất của chúng tôi. Còn bây giờ Nhật An xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.